chào mọi người. Như vậy là sau một quãng thời gian di chuyển rất là dài, 6 tiếng đồng hồ thì chúng mình đã đến Nghệ An, và hôm nay thì đây, tất cả mọi người đang ở đây. Thiên Lôi. Hôm nay rất là bất ngờ. Sau quãng thời gian di chuyển mất 5 ngày, tôi đã từ Hà Nội vào đến đây. Sau rất nhiều những chặng mà say rồi ăn xe vào cờ, nhưng mà chúng tôi đã có mặt ở đây rồi. Đấy, xe hoa đã đưa cô dâu chú rể vào đến trung tâm rồi. Giờ chỉ đến giờ để phá cỗ thôi. Nhường lời lại cho anh. Bây giờ mình xin hết ạ. Lúc này thì có cả Xuân Mạnh cũng xuất hiện ở đây trong lễ cưới của Phan Văn Đức. Khoảnh khắc rất là đẹp, rất là tuyệt vời trong lễ cưới của Đức ngày hôm nay. Những nụ cười tươi rói của chàng trai ấy. Hy vọng là Đức sẽ sớm trở lại, chàng trai số 20. Mọi người ơi, trong lúc mà tất cả mọi người đang vui vẻ thì dưới kia Đức và vợ đang rất tất bật với cả các khách mời, thì chúng ta sẽ lên đây để tìm hiểu một thứ rất thú vị. Ở phía trên này có một chiếc váy cưới mà tí nữa thì vợ Đức sẽ mặc ở lúc cuối buổi. Chiếc váy rất là đẹp của Hattrick. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đây. Đó, chiếc váy mà phải nói là rất là đẹp và rất là tuyệt vời luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy. Tí nữa thì vợ của Đức sẽ mặc chiếc váy cưới này vào lúc cuối buổi tiệc, và chúng ta sẽ có những tấm ảnh rất đẹp các bạn nha. Đấy, mình sẽ cho anh em xem từng ngách một, từng chỗ một, không chỉ là ở phía dưới kia mà những ở vị trí mà ít ai thấy nhất. Một số người bạn xinh đẹp của vợ Phan Văn Đức đang ở đây chụp ảnh. Bây giờ thì chỉ còn vài giây nữa thôi là Đức và Linh sẽ bắt đầu đi vào trong lễ đường các bạn nhé. Một bầu không khí phải nói là rất tuyệt vời. Hai người bạn đã trở lại. Rất là xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng ổn định vị trí và cùng ngồi xuống. Chúng ta sẽ cùng đến với chương trình lễ thành hôn của chú rể Văn Đức và cô dâu Nhật Linh ngay bây giờ đây. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Đứng vào nào. Vâng, xin được nhiệt chào đón toàn thể quý vị khách quý, con phim hai họ cũng như bạn bè thân hữu gần xa của hai gia đình đang hiện diện tại lễ thành hôn của chú rể Văn Đức và cô dâu Nhật Linh trong buổi trưa ngày hôm nay. Vô lời đầu tiên cho phép Minh Tuấn xin được thay mặt cho hai gia đình, thay mặt cho ban tổ chức, xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và một lời chúc năm mới an khang và thịnh vượng. Rất là hồi hộp. Kính thưa toàn thể quý vị, ngay bây giờ đây, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt của mình ra phía cổng hoa và cùng chào đón những nhân vật chính buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của hai gia đình. Về phía nhà trai, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phan Văn Lưu và bà Vũ Thị Hiền. Về phía nhà gái, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Võ Văn Bình và bà Nguyễn Thị Kiều Hưng. Xin được trân trọng kính mời đại diện của hai gia đình, chúng ta sẽ cùng tiến vào lễ đài hạnh phúc. Đức và Linh chuẩn bị đi vào trong lễ đường. Một khoảnh khắc rất tuyệt vời các bạn ơi. Hãy cùng chúc cho Đức và vợ có một hạnh phúc thật là lâu dài, trăm năm hạnh phúc, và có những em bé nhỏ đáng yêu như thật thế này nhé các bạn. Và giây phút ấy sắp đến rồi, chỉ vài giây nữa thôi. Thank you.
của hai gia đình là tứ thân phù mẫu của cô dâu và chú rể. Ngay bây giờ không để toàn thể quý vị chúng ta sẽ chờ đợi lâu hơn nữa. Cho phép Minh Tuấn xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Văn Đức và cô dâu Nhật Linh chính thức được bắt đầu. Lúc này là cuối buổi tiệc rồi. Và đây là chiếc váy thứ 3 của Linh. Một chiếc váy rất là đẹp từ Hachi mà như chúng ta đã giới thiệu từ lúc đầu. Khoảnh khắc rất là đẹp, cả hai vợ chồng đều đã mệt nhưng mà vẫn rất là tươi tắn. Bây giờ thì mình cũng sẽ vào chụp một tấm nha các bạn nhé.